theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Huy Bình, khoa khám bệnh và nội khoa bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng. Bất cứ tổn thương nào xảy ra ở các cơ quan vùng bụng đều có thể gây đau dữ dội, đặc biệt là đau dạ dày. Do đó, việc xác định vị trí đau bụng và tính chất đau bụng sẽ giúp cho các bác sĩ phát hiện nguyên nhân sâu xa gây nên hiện tượng này và tìm cách chữa trị hợp lý. Đau ở vị trí ổ bụng. Ổ bụng là bao gồm từ mũi ức xuống tận đáy chậu. Bụng được chia thành hai vùng chính là thượng vị trên rốn và hạ vị là ở dưới rốn. Trong ổ bụng gồm có các nội tạng cơ bản như dạ dày, tá tràng, gan, la lách, tụy, hệ thống mật, đường dẫn mật và túi mật, ruột, tệ tràng, ruột non, mạc treo, trực tràn, hậu môn, hệ tiết niệu như thận, niệu quản, bàng quang. Với phụ nữ còn có tử cung, buồng trứng, vòi trứng và âm đạo. Đôi khi, các cơn đau bụng xảy ra là do ăn quá no hoặc ăn có nhiều một số loại thực phẩm như thực phẩm giàu chất béo, thực phẩm sinh hơi hoặc người không dung nạp lactose sẽ ăn nhiều sản phẩm sữa và các cơn đau thường khỏi trong vài giờ hoặc kéo dài vài ngày. Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường không nguy hiểm nhưng cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn cần chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Đau bụng âm ỉ phía trên. Nếu bạn bị đau âm ỉ ở khu vực bụng trên, phía trên dạ dày, hoặc cảm thấy đầy hơi, có thể do bị đầy bụng, trướng khí, ợ hơi. Nguyên nhân là ăn nhanh, nuốt nhanh, sử dụng đồ uống có ga, bia, thực phẩm từ sữa và đậu cũng gây tình trạng thành khí quá mức trong dạ dày. Để tránh tình trạng đau bụng âm ỉ, bạn nên ăn ít các loại thực phẩm, đồ uống này và cần duy trì lối sống lành mạnh và khoa học. Đau dưới ngực hoặc vùng trên của bụng Đau bụng ở các vị trí này có thể do trứng ợt nóng, trào ngược axit gây ra. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy nóng rát cổ họng và đôi khi thấy mùi vị khó chịu sọc lên cổ họng. Nguyên nhân là do sử dụng nhiều loại thực phẩm có thể gây ra trứng ợt nóng như đồ nhiều dầu mỡ và cay, rượu, hành sống hay đồ uống chứa caffeine, thuốc lá. Để hạn chế tình trạng này, bạn không nên ăn quá nhiều trong một bữa, mà hãy chia ra thành 5-6 bữa nhỏ thay vì 2-3 bữa ăn lớn hàng ngày. Ngoài ra, bạn nên mặc quần áo rộng để tránh áp lực lên bụng và không sử dụng các chất kích thích có hại cho dạ dày. Đau dữ dội vùng bụng trên Viêm lết dạ dày có thể chính là lý do khiến bạn bị đau nhói ở bụng trên và dạ dày. Bệnh xuất hiện khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Các triệu chứng khác của viêm lết dạ dày đó là thay đổi khẩu vị, buồn nôn, đại tiện ra máu hoặc sẫm màu, sụt cân không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân là do thường xuyên dùng thuốc aspirin, loại thuốc chống viêm, hút thuốc, uống quá nhiều rượu cũng ảnh hưởng xấu đến dạ dày và gây viêm lết. Để ngăn ngừa viêm lết dạ dày, bạn không nên uống quá 2 ly rượu mỗi ngày và không uống thuốc cùng với rượu. Hạn chế uống thuốc giảm đau, rửa tay trước mỗi bữa ăn, duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học như các loại ngũ cốc nguyên hạt, trộn với trái cây hoặc rau quả, đặc biệt là bỏ thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích bụng đau nhói và đầy hơi. Hệ tiêu hóa bỗng trở nên nhạy cảm, bạn có thể mắc hội chứng ruột kích thích, dẫn đến hai nguy cơ. Một là hệ tiêu hóa hoạt động rất nhanh gây tiêu chảy. Hai là hoạt động sẽ chậm lại và khiến bạn bị táo bón. Hiện nay, chưa xác định được nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể xảy ra do sự gián đoạn trong giao tiếp giữa não bộ và hệ tiêu hóa. Trong trường hợp này, bạn cần kiểm soát các loại thực phẩm và số lượng dung nạp thực phẩm mà hệ tiêu hóa nhạy cảm. Viêm dạ dày, ruột, nguyên nhân do virus hay cúm dạ dày gây ra. Đây là một bệnh nhiễm trùng đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa. Tình trạng này xảy ra có thể do bạn sử dụng thực phẩm và nước uống không đảm bảo vệ sinh, gây nhiễm khuẩn đường ruột. Vì vậy, cần vệ sinh, rửa tay trước khi ăn, thường xuyên làm sạch các vận dụng cá nhân riêng cho mọi người trong gia đình, kể cả bát, đũa, thìa, chén. Đau bụng đầy hơi kèm tiêu chảy hoặc táo bón. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày và đầy hơi, gây tiêu chảy, tăng khí hoặc táo bón. Một số triệu chứng khác có thể đi kèm như đau đầu, mệt mỏi, mất tập trung, đau cơ và khớp, lết miệng. Nguyên nhân không dung nạp đường sữa là do sự thiếu hụt enzyme đường ruột, vốn giúp phân tách đường sữa thành hai loại đường nhỏ hơn để ruột có thể hấp thụ. Không dung nạp gluten có nhiều triệu chứng, trong đó phổ biến nhất chính là tiêu chảy, táo bón, phân có mùi, đầy hơi, đau bụng, gặp vấn đề về da, giảm cân không giải thích được và trầm cảm. Đây là phản ứng miễn dịch đối với một loại protein trong lúa mì và các ngũ cốc khác. Không dung nạp gluten là bệnh di chuyển trong gia đình, vì vậy bạn nên tránh các thực phẩm và sản phẩm làm từ lúa mì, nên bổ sung vào bữa ăn bông cải xanh, cải xoăn, cá ngừ hay cá hồi. Đồng thời, tham khảo ý kiến bác sĩ về các phương pháp điều trị. Đau bụng trên bên phải. Khi bị đau dữ dội ở bụng trên bên phải, có thể nghi ngờ bạn đã bị sỏi mật. Cẩn thận trọng, bởi không dễ để phát hiện sỏi mật trong cơ thể. Bạn chỉ thực sự nhận ra mình có bị sỏi mật là khi bị viêm và sỏi mắc vào một trong những ống dẫn từ gan đến ruột non. Trong trường hợp này, các triệu chứng sẽ xuất hiện như đau dữ dội và đột ngột ở vùng bụng trên bên phải, sốt, run rẩy và buồn nôn. Một số yếu tố nguy cơ có thể kích hoạt hình thành sỏi mật như thừa cân hoặc béo phì, ít vận động, tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo và cholesterol cao, không ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ, do di truyền, tiểu đường, do uống thuốc có chứa estrogen như thuốc tránh thai hoặc thuốc trị liệu bằng hormone để ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật bạn cần tuân theo một số quy tắc đơn giản như không bỏ bữa và kiểm soát cân nặng những người muốn giảm cân bằng các anh kiêng thì cần lưu ý vì cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật đau bụng dưới bên phải đây có thể là triệu chứng của viêm ruột thừa cần điều trị ngay lập tức triệu chứng của viêm ruột thừa là đau nhói ở vùng gần rốn hoặc vùng bụng trên rồi di chuyển xuống bụng dưới bên phải sưng bụng và sốt cao viêm ruột thừa có thể là do tắc nghẽn bên trong ruột thừa mô ruột thừa bị mở rộng do nhiễm trùng ở đường tiêu hóa hoặc ở một số bộ phận khác của cơ thể hoặc do ký sinh trùng tăng trưởng gây nhiễm trùng và tổn thương ruột thừa. Bệnh thường ít gặp ở những người tuân thủ kế hoạch chế độ ăn uống lành mạnh và thực phẩm có nhiều chất xơ như rau quả tươi. Đau bụng có thể là những dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần chú ý khi gặp phải vấn đề này. Tốt nhất là bạn nên đi khám bác sĩ để được chuyển đoán nguyên nhân và bệnh lý một cách chính xác nhất để phòng tránh những cơn đau bụng gây ra, thì bạn cần thực hiện theo những quy tắc sau đây: ăn chậm, nhai kỹ, chia nhỏ ba bữa chính thành nhiều bữa phụ trong ngày, tuân thủ các quy tắc dinh dưỡng, lưu ý thực phẩm chọn mua, để ý những thay đổi của cơ thể sau khi dùng bất kỳ thực phẩm nào, uống nhiều nước lọc, hạn chế thức uống chứa cồn hoặc nước ngọt, rửa tay kỹ trước khi ăn, kiểm soát những vấn đề căng thẳng.